Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài với đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ bàn về hiện tượng đuối nước. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Trong cuộc sống, tai nạn mà đặc biệt là đuối nước luôn là nỗi ám ảnh với bất kỳ ai, bởi nó có thể cướp đi sinh mạng của chúng ta bất cứ lúc nào. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì đuối nước được định nghĩa là hiện tượng khí quản của con người bị nước xâm nhập dẫn tới khó thở, gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong. Hiện tượng đuối nước ở Việt Nam đang diễn ra vô cùng phức tạp khi mỗi năm nước ta thống kê có đến hơn 6.000 người bị tai nạn đuối nước. Đau lòng hơn, trong số đó có đến hơn 50% là trẻ em và thanh thiếu niên. Nguyên nhân của hiện tượng này được đánh giá là do sự sơ suất, chủ quan, thiếu cẩn thận, thiếu kỹ năng phòng tránh đuối nước của con người. Điều này đặc biệt xảy ra ở nông thôn, nơi mà trẻ em, thanh thiếu niên thường xuyên có hoạt động tắm sông, ao nhưng lại chưa được trang bị kỹ năng bơi lội, phòng tránh, sơ cứu đuối nước. Hậu quả của hiện tượng này chính là sự thiệt hại về cả tiền bạc, sức khỏe lẫn tính mạng của con người. Chúng ta không khỏi đau lòng trước cảnh bố mẹ, ông bà gào khóc đau khổ trong tang lễ của người con, người cháu còn đang tuổi đi học nhưng lại ra đi mãi mãi vì tai nạn đuối nước. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, mỗi chúng ta cần tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước, tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động dưới nước. Hết bài nghị luận. Cảm ơn các em đã lắng nghe.